và các bạn hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 21 tháng 4, đoàn cơ sở cơ quan tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp cùng đoàn cơ sở công an quản lý trại giam BC81B và chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã tổ chức chương trình giao lưu Thắp sáng ước mơ Hoàng Lương năm 2015 dành cho các phạm nhân đang chấp hành án tù tại phân trại quản lý phạm nhân trại giam công an tỉnh Lâm Đồng. Chương trình Thắp sáng ước mơ Hoàng Lương năm 2015 với những hoạt động nổi bật như tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và phạm nhân tại phân trại quản lý phạm nhân trại giam công an tỉnh Lâm Đồng. Từ đó tạo nên không khí thân thiện, cởi mở, mang lại những tiếng cười thoải mái cho các phạm nhân. Hôm nay được giao lưu với đoàn viên thanh niên thì mình thấy rất vui và tinh thần rất thoải mái. Được sự gần gũi của mọi người thì mình có mong muốn là từ đây và thời gian sắp tới mình sẽ cải tạo được tốt, sớm mau về đoàn tụ với gia đình, làm lại cuộc đời và lấy lại những gì mình đã mất. Không chỉ tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, gần 40 phạm nhân đại diện cho hơn 200 phạm nhân tại đây còn được nghe tuyên truyền giáo dục về những tác hại của ma túy, cũng như phổ biến về quyền nghĩa vụ của phạm nhân trong và sau khi hoàn thành thời gian cải tạo, trở về hòa nhập với cộng đồng. Qua chương trình Thắp sáng ước mơ Hoàng Lương hay tổ chức đa dạng các cái nội dung hoạt động để cho các bạn thấy rằng giá trị cuộc sống đích thực ở ngoài nó còn nhiều ý nghĩa, và xung quanh ta còn có rất nhiều điều cần phải thể hiện. Đặc biệt nhất là các bạn trại viên là người trẻ tuổi, chúng mình muốn qua chương trình này để các bạn cải tạo tốt hơn, sớm trở thành những người công nhân ích, sau này đã ra để sớm hòa nhập với cuộc sống cộng đồng, rồi về với người thân của mình để trở thành một người có ích cho xã hội. Chương trình Thắp sáng ước mơ Hoàng Lương 2015 đến với các phạm nhân trong dịp này vừa góp phần định hướng cho phạm nhân mục tiêu, lý tưởng sống, vừa giúp cho các phạm nhân xác định rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện học tập để sớm hòa nhập cộng đồng. Để khích lệ động viên tinh thần cho các phạm nhân, ban tổ chức chương trình đã có những phần quà dành tặng cho 3 phạm nhân là những tấm gương cải tạo tốt trong thời gian qua. Trong công tác giáo dục, quản lý, giam giữ ở tại trại tạm giam công an tỉnh thì chúng tôi cũng nỗ lực và đã dần đưa số phạm nhân ra đây chấp hành án là đi vào nề nếp và chấp hành tốt nội quy quy định của trại tạm giam. Bên cạnh mục tiêu tạo niềm vui, tiếng cười cho các phạm nhân, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, chương trình Thắp sáng ước mơ Hoàng Lương 2015 còn phản ánh những nỗi niềm trăn trở của những số phận khác nhau đang phải đối diện với những lỗi lầm của bản thân, những khát khao trở về con đường Hoàng Lương. Từ đó giúp xã hội có một cái nhìn toàn diện hơn, thấu hiểu và cảm thông hơn về những lỗi lầm, xóa bỏ định kiến, chung tay giúp đỡ các phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.